Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Bảo Thể Thao. Trước khi đến với những thông tin quan trọng, mời các bạn cùng admin điểm qua vài tin chính trong ngày hôm nay. MU ký siêu tiền đạo ngon hơn Harry Kane. Bạn De Jong sẽ là mảnh ghép hoàn hảo cho MU. Casemiro xứng đáng hơn giá 80 triệu euro và có rất nhiều thông tin khác. Sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. MU ký siêu tiền đạo ngon hơn Harry Kane một nguồn tin uy tín đã xác nhận MU đang triển khai một kế hoạch bom tấn vào mùa hè. Cụ thể, nhà báo thân Napoli, Iel Martino tiết lộ MU đã có động thái gõ cửa với câu lạc bộ Thánh Napet để ký hợp đồng với tiền đạo ngôi sao Victor Osimhen. Trên suốt, người Nigeria đã trình diễn một phong độ xuất sắc trong màu áo câu lạc bộ CDA kể từ đầu mùa với 20 bàn thắng cùng 4 pha kiến tạo chỉ sau 24 trận trên mọi đấu trường. Chính điều này đã giúp anh nhận được sự quan tâm từ MU, Chelsea và cả Atlético Madrid, Bên cạnh Osimhen, MU được cho là quan tâm tới cả tiền đạo Hurricane từ Tottenham. Tuy nhiên, theo cựu trung vệ huyền thoại Rio Ferdinand, trên rút người Napoli sẽ là một khoản đầu tư thông minh hơn so với Kane. Phát biểu trên BT Sport, cựu danh thủ quỷ đỏ giải thích. Tôi nghĩ nếu nói ở góc độ đầu tư và sinh lời, tôi sẽ chọn Osimhen. Cậu ấy mới 24 tuổi nên giá trị sẽ còn tăng lên nhiều lần về sau. Đó sẽ là một khoản lợi nhuận lớn khi bán lại rõ ràng so với Ken đã 29 tuổi, Osimhen còn nhiều tiềm năng trước mẫu để phát triển và vươn tầm trong tương lai cũng như cơ hội sinh lời cho câu lạc bộ nếu bán lại trong tương lai. De Jong sẽ là mảnh ghép hoàn hảo cho MU. Phong cách thi đấu và màn trình diễn của phenki De Jong ở hai trận trước MU cho thấy anh vẫn là một tiền vệ chất lượng ở châu Âu. 3% tỷ lệ chuyển bóng chính xác. 5 lần qua người thành công, 11 lần tranh chấp hiệu quả, 1 lần tạo cơ hội ghi bàn, 2 lần tắc bóng và 2 lần can thiệp kịp thời là những thống kê ấn tượng của tuyển thủ người Hà Lan trước MU. Chia sẻ với báo chí, Eric Ten Hag từng thừa nhận De Jong sẽ giúp tăng sức mạnh cho bất kỳ câu lạc bộ nào. Vì vậy, trong trường hợp chiêu mộ được tiền vệ người Hà Lan ở kỳ chuyển nhượng hè tới, sức mạnh của MU có thể được gia tăng. Trong cuộc phỏng vấn mới đây, Eric Ten Hag thừa nhận vai trò của Fed rất là quan trọng trong thế trận của MU nhiệm vụ của cầu thủ người Brazil là kèm chặt để dòng. Ten Hag lên tiếng, vai trò của Fed rất quan trọng ở cả hai lượt trận, cậu ấy cần phải trở thành một con mũi đeo bám để dòng. Không phải ngẫu nhiên khi Ten Hag đánh giá cao tài năng của cầu học trò cũ để dòng. Ở trận lượt về Europa League với MU, không ít lần để dòng làm khó phép bằng những pha đi bóng tự tin, Tuyển thủ người Hà Lan thường xuyên lùi sâu gần hàng thủ Bắc Gia để tịnh tiền bóng lên tuyến trên cho đội chủ sân Cam Nâu. Sự áp đảo của Giang được thể hiện trong 45 phút đầu tiên khi bộ tứ bút quét, đề rong Fekesi và Sikero Beto kết nối tốt. Sau mùa giải năm ngoái không được xà vi trọng dụng, tiền vệ người Hà Lan trở thành một trong số những cầu thủ tiến bộ nhất của Giang trong mùa giải năm nay. Anh chơi 1.467 phút tại La Liga và 236 phút tại C1 mùa này. Khi bút quét, Gavi hay Pedri bị kèm chặt, De Jong là giải pháp còn lại giúp Barca tổ chức lối chơi. Bên cạnh đó, tiền vệ người Hà Lan cũng là vũ khí đáng gờm ở những tình huống chuyển trạng thái. Sau đó anh đem đến nhiều giải pháp phản công cho bác xa như tự mình đi bóng hoặc chuyên cho đồng đội. Mẫu cầu thủ biết cách kéo bóng như đề rong chính là người mà đang cần. Cách chơi ưa thích của tiền vệ 25 tuổi này là tự mình dẫn bóng ở trung lộ trước khi phối hợp với nhóm các cầu thủ tấn công. Hiện tại, người đảm nhiệm vai trò này ở MU là Christian Eriksen, nhưng cựu cầu thủ Tottenham không phòng ngự tốt bằng đề rong. Sự kết hợp giữa Casemiro, một cầu thủ giỏi tranh chấp và biết cách gây sức ép với De Jong cho thấy sự hứa hẹn. Điều này tương tự với việc Xavi đang kết hợp thành công bút quét và De Jong. Tờ Atlantic đánh giá, quỷ đỏ có thể cạnh tranh trước vô địch ngoại hạng Anh và tiến sâu tại C1 với De Jong và Casemiro. Với Eric Ten Hag, ông cũng có thêm phương án ở tuyến giữa giúp MU chơi trực diện và đa dạng hóa cách tiếp cận vùng cấm đối thủ. Với động thái mới nhất của Bắc Gia về việc giảm tải quỹ lương, có lẽ thương vụ giữa MU và De Jong đã có bước tiến triển mới. Eric Ten Hag hiểu rõ tài năng của De Jong và đã nhiều lần yêu cầu ban lãnh đạo MU mang ngôi sao người Hà Lan về nhà hát của những giấc mơ. Rashford đã vươn lên trên Hà Lan. Giới chuyên môn nhìn nhận Marcus Rashford là ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất người hạng Anh năm nay. Đối thủ cạnh tranh nặng ký với Rashford là Erling Haaland. Chia sẻ trên The Telegraph về cuộc đua giữa Rashford và Haaland, cựu danh thủ Jamie Carragher bày tỏ quan điểm: Tôi sẽ loại Erling Haaland. Mark mang đến màn trình diễn của một tiền đạo hoàn hảo ở ngoài hạng Anh. Nếu cuộc bỏ phiếu diễn ra vào tuần này, Rutherford sẽ nhận được nhiều sự ủng hộ nhất từ các đồng nghiệp. Hai lần thành công rực rỡ kể từ ngày cập bến Man City, cậu ấy đang trên con đường giành danh hiệu chiếc giày vàng. Phong độ của Rutherford dưới thời Erik ten Hag đưa cậu ấy lên tầm cao mới. Màn trình diễn hoàn hảo giúp Rutherford vượt lên trên hai lần. Casemiro xứng đáng hơn với giá 80 triệu euro. Những dấu hỏi về tuổi tác và mức giá đắt đỏ của tiền vệ người Brazil khi chuyển đến từ Real Madrid vào mùa hè năm ngoái đã bị xua tan. Casemiro đã bóc tách từng lớp nghi ngờ, chứng minh giá trị của mình và ném mọi câu hỏi xuống sông. Tầm ảnh hưởng của cầu thủ người Brazil trong và ngoài sân cỏ lên đội hình MU lúc này quá lớn. Người một số người hâm mộ MU thậm chí so sánh với những gì Eric Cantona mang lại cho câu lạc bộ vào năm 1992. Tại ngoại hạng Anh mùa này, Casemiro có trung bình 4 pha tác bóng trên trận, đứng thứ hai ở giải đấu. Số lần thu hồi bóng của ngôi sao sinh năm 1992 lên tới 5,6 lần trên trận, cao thứ ba ở ngoài hạng Anh mùa này. Trong nhiều năm qua, MU không có một tiền vệ nào ở đẳng cấp 5 lần vô địch C1 như Casemiro. Người ta cũng có quyền nghi ngờ ngôi sao người Brazil vì trong những năm tháng vinh quang tại sân Bắc Nabel, tiền vệ này trông có vẻ chỉ là người làm nền để Luka Modric và Toni Kroos tỏa sáng. Nhưng tại Old Trafford, Casemiro không chỉ là một tiền vệ cánh chặt đơn thuần, với 4 bàn thắng và 5 kiến tạo sau 32 lần ra sân cho quỷ đỏ kể từ đầu mùa, có thể nói Casemiro nhiều lần làm nhiệm vụ như một chân chuyển đẳng cấp, có một khoảnh khắc ở đầu trận đấu với Barca, đó là khi cựu sao Real Madrid cướp được bóng từ chân đối thủ, anh ngay lập tức thực hiện một đường truyền tinh tế tạo cơ hội thuận lợi cho Bruno Fernandes thoát xuống bên cánh trái. Đó là pha bóng cho thấy Casemiro có thể làm cả hai vai trò của kẻ hủy diệt và người sáng tạo. Ponsco đánh giá rằng Casemiro không chỉ mang đến sự yên tâm cho hàng thủ quỷ đỏ, ngay từ lúc Casemiro gia nhập MU, lối chơi của đội bóng đã thay đổi. Cậu ấy gần giống như một huấn luyện viên đang thi đấu trên sân bóng đá, đưa ra những chỉ dẫn cho phần còn lại của đội bóng. Cựu danh thủ người Anh nhận xét, tôi không thể nói hết cho bạn biết tầm quan trọng của việc có một cầu thủ ở giữa sân, một người biết cách kiểm soát trung tuyến và chơi vị trí đó một cách hoàn hảo. Trong nhiều năm, MU đã mãi miết đi tìm một tiền vệ ở đẳng cấp như Ponsco ở trung tuyến, Họ đem về rất nhiều cầu thủ và có thể nói rằng phần lớn trong số đó đều không đáp ứng được kỳ vọng cho đến khi Casemiro đặt bút ký vào bản hợp đồng tại trung tâm huấn luyện Carrington. Lisandro Martinez thú nhận tính xấu lo sẽ hại MU. Chiến binh Lisandro Martinez thú nhận rất khó để kiểm soát sự hung hăng, hiếu chiến của mình nên cứ nơm nớp lo có thể hại MU. Anh cho biết nhiệt quá đôi khi cũng không hẳn tốt vì sự hung hăng, hiếu chiến sẽ dẫn đến tai hại cho đội bóng. Thật khó vì kiểm soát thực sự rất khó khăn, đôi khi tôi muốn triển hạ đối thủ, nếu mà như vậy thì tôi bị treo gió suốt, vì vậy tôi phải tỉnh táo cố gắng kiểm soát bản thân. Trung vệ Argentina cho biết, anh không bị phân tâm vì những lời chỉ trích, thay vào đó chỉ tập trung cao độ vào công việc của mình, luyện tập thật chăm chỉ và sau đó thể hiện giá trị của mình trên sân cỏ. Thành thật mà nói, tôi hoàn toàn tập trung vào đây việc tập luyện, tôi không thể kiểm soát người khác nói gì, bạn biết đấy đó không phải là vấn đề tôi bận tâm, điều quan trọng là tôi hạnh phúc ở MU, mọi người ở đây cũng hài lòng về tôi, tôi luyện tập chăm chỉ và chỉ cần thể hiện điều đó trước các thầy và đồng đội của tôi. Nhà Glazer chốt kế hoạch cấp tiến cho Ten Hag mua sắm. Tới thời điểm hiện tại chưa có dấu hiệu gì rõ ràng cho thấy MU có thể đổi chủ, cũng có khả năng nhà Glazer vẫn làm chủ MU. Theo ESPN, Quỹ Elliott Investment nổi lên như một bên quan tâm tới MU. Elliott sẵn sàng hỗ trợ tài chính không phải ra giá thầu nếu nhà Glaser không đạt được việc bán toàn bộ câu lạc bộ cho các đối tác khác. Động thái này mở ra khả năng Joe và Amber Glaser vẫn nắm quyền tại sân Old Trafford. Trong trường hợp này, ESPN chủ Mỹ sẵn sàng tài trợ cho TNH để củng cố đội hình vào cuối mùa giải này. Dù vậy, MU sẽ không có kế hoạch chi tiêu ngông cuồng để đảm bảo luật công bằng tài chính. Eric Ten Hag sẽ được cấp tiền nhưng cần mua sắm hợp lý. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích hãy ủng hộ mình một like, nhấn vào đăng ký kênh và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.